rất cảm ơn và xin kính chào quý vị để với những cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube của chúng tôi ngay sau đây là nội dung chi tiết trong một dãy nhà được chia thành từng phòng nhỏ như lớp học các chỉ huy của lữ đoàn Givati lực lượng bộ binh chính của Israel ở Gaza đang tập trung xem một dãy màn hình hiển thị vị trí thời gian thực của các hoạt động quân sự bên trong Gaza dãy nhà nằm gần biên giới Gaza đóng vai trò là trung tâm đầu não công nghệ trong chiến dịch đáp trả của Israel nhận hàng nghìn điểm dữ liệu chiến trường từ máy bay không người lái, chiến đấu cơ, tàu hải quân, xe tăng và binh lính, cho phép quân đội Israel tiến hành tấn công sâu và thành trì của Hamas ở thành phố Gaza trong vòng 3 tuần với tổn thất chưa đầy 50 binh sĩ thiệt mạng. Theo giới chuyên gia đánh giá, cơ sở này sẽ đóng một vai trò quan trọng hơn trong những tuần tới khi cuộc chiến chuyển tiếp sang giai đoạn phức tạp hơn, với quân đội tập trung vào việc phá hủy mạng lưới đường hầm rộng lớn dưới lòng đất của Hamas và tiêu diệt các thủ lĩnh của nhóm thánh chiến tại đó một quan chức quân sự cấp cao của israel thuộc lữ đoàn givati tại trung tâm chỉ huy và kiểm soát cho biết toàn bộ những thứ này là một cỗ máy đưa ra quyết định với công nghệ vượt trội israel được cho là đang giành ưu thế trên chiến trường trước hamas israel bắt đầu bằng hàng nghìn cuộc không kích nhằm làm suy yếu năng lực của nhóm chiến binh dọn dẹp chứa ngại vật để xe tăng vượt qua và dần siết chặt vòng kiểm soát đối với gaza Tuy nhiên, chiến dịch này đã tàn phá thành phố Gaza và khu vực xung quanh, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo và ngày càng nhận về làn sóng chỉ trích từ các đồng minh của Israel. Một trong những mục tiêu tấn công của Israel nhận được nhiều chỉ trích là các bệnh viện. Ten Avid cáo buộc các tay súng Hamas đang trốn trong các bệnh viện dưới mác dân thường. Thậm chí nhóm thanh chiến còn đặt các trung tâm chỉ huy tại đây. Trong đoạn video mới nhất công bố sáng 17 tháng 11, Israel đã phát hiện ra vũ khí và đường hầm ở dưới bệnh viện Al-Shifa, Trước sức ép của dư luận về khủng hoảng nhân đạo, Israel cam kết sơ tán dân thường ra khỏi các bệnh viện để tránh thương vong. Tuy nhiên, để tránh bị lọt lưới các tay súng Hamas trà trộn trong dân thường, Israel đã dùng nhiệm vụ theo dõi bằng công nghệ và trừ khử các tay súng bằng máy bay không người lái ngay khi nhóm tay súng vừa được thả đi. Trên màn hình TV cỡ chung treo trên tường, các sĩ quan Israel có thể phóng to đường phố với hình ảnh chất lượng cao. Khi nhìn thấy một mục tiêu quân sự của người Palestine các sĩ quan Israel quay sang chuyên gia về đạn dược ngồi cạnh, thảo luận loại vũ khí thích hợp, có thể là máy bay không người lái để tấn công mục tiêu cụ thể hoặc máy bay chiến đấu đánh sập toàn bộ tòa nhà. Họ có thể kết nối trực tiếp một binh sĩ tại hiện trường với một chiếc trực thăng chiến đấu gần đó. Nếu phát hiện dân thường gần khu vực mục tiêu, sĩ quan tình báo có thể liên lạc và cảnh báo họ rời đi. Tuy nhiên, bất chấp các biện pháp này, nhiều thường dân Palestine đã thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel. Theo các cơ quan y tế tại khu vực do Hamas điều hành, hơn 11.000 người đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi chiến tranh bắt đầu, trong đó hơn một nửa là phụ nữ và trẻ em. Về phần mình, cảnh sát Israel ngày 14 tháng 11 cho biết, cho đến nay họ đã xác định được 859 thường dân trong số 1.200 người thiệt mạng trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas. Các quan chức Israel cho biết họ cố gắng giảm thiểu thương vong dân sự nhiều nhất có thể nhưng điều đó không thể tránh khỏi vì Hamas đã đưa cơ sở hạ tầng quân sự ẩn nấp dưới các cơ sở hạ tầng dân sự của Gaza. Chris Cole, giám đốc Drone Wars UK, tổ chức ủng hộ việc chống lại việc sử dụng máy bay không người lái trong chiến tranh, lập luận ngay cả khi quân đội Israel đang tìm cách đưa ra con số thương vong dân sự hợp lý cho mỗi cuộc tấn công, thì cái chết của hàng nghìn dân thường trong vòng chưa đầy một tháng cho thấy bản thân chiến dịch ném bom tổng thể là không đáng. Các chuyên gia quân sự cho biết bất chấp thành công nhanh chóng trong việc giành quyền kiểm soát thành phố Gaza, Israel còn phải chờ lâu mới có thể tuyên bố chiến thắng. Jira Allen, cựu tướng Israel và cố vấn an ninh quốc gia, nhận định Hamas vẫn có thể đạt được mục tiêu do lực lượng này nắm giữ quân bài con tin, trong khi quân đội Israel đã tiến gần đến việc đánh bại hai lữ đoàn Hamas ở phía bắc Gaza, nhưng Hamas còn có ba lữ đoàn khác ở miền Trung và miền Nam Gaza, nơi Israel hoạt động kém hơn. đài BBC, các công ty viễn thông Panten và Rowan thông báo tất cả các nguồn năng lượng duy trì mạng lưới viễn thông đã hết. Các dịch vụ điện thoại di động và Internet đã ngừng hoạt động trên khắp giải Gaza. Trong một tuyên bố phát chiều 16 tháng 11, công ty Panten nói rằng, Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng tất cả các dịch vụ viễn thông ở giải Gaza đã ngừng hoạt động vì tất cả các nguồn năng lượng duy trì mạng lưới đã cạn và nhiên liệu không được phép đưa vào. Cơ quan quan sát Internet Netblock xác nhận các số liệu trực tiếp cho thấy Gaza đang mất mạng Internet nghiêm trọng. Hầu hết người dân không sử dụng được các dịch vụ viễn thông. Liên Hợp Quốc cho rằng tình trạng mất dịch vụ viễn thông có thể gây nguy hiểm cho trật tự dân sự và làm ảnh hưởng tới các nỗ lực viện trợ. Israel đã chặn tất cả chỉ cho phép một chuyến vận chuyển nhiên liệu tới Gaza từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Hamas cách đây 5 tuần. Chính phủ Israel đã bảo vệ động thái ngăn chặn cung cấp nhiên liệu vào Gaza khi đang thực hiện chiến dịch trên bộ ở đây, nói rằng họ lo ngại Hamas có thể lấy nhiên liệu và sử dụng cho mục đích quân sự. Một tàu chở 23.000 lít dầu diesel đã đi qua Ai Cập ngày 15 tháng 11, nhưng Israel chỉ cho phép tàu này tiếp nhiên liệu cho các xe tải chở hàng viện trợ của Liên hợp quốc. Các dịch vụ quan trọng khác đã phải ngừng hoạt động vì những vấn đề tương tự như bệnh viện, máy bơm nước, nhà máy khử muối, cơ sở xử lý nước thải và cửa hàng bánh mọi liên lạc trên khắp Gaza đã bị cắt vào tối 16 tháng 11. Ông Philippe Lazarini, giám đốc chương trình cứu trợ Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine UNWA, cho biết ông lo ngại tình hình này có thể phá vỡ thêm trật tự dân sự. Ông cho rằng đây là những dấu hiệu của tình huống khi bị mất dịch vụ viễn thông và không thể liên lạc với bất kỳ ai nữa. Tình hình này có thể kích động hoặc thay đổi trật tự dân sự ở giải Gaza. Ngày 15 tháng 11, tổ chức theo dõi nhân quyền cảnh báo việc mất liên lạc kéo dài có thể che giấu những hành động tàn bạo, khiến không ai phải chịu trách nhiệm, đồng thời làm ảnh hưởng xấu tới các nỗ lực nhân đạo và khiến tính mạng gặp nguy hiểm. Ông Lazarini cũng cho rằng có một nỗ lực cố ý nhằm bóp nghẹt công việc của UNWA ở Gaza, cảnh báo rằng cơ quan này có thể phải đình chỉ hoàn toàn hoạt động nếu nguồn cung cấp nhiên liệu cạn kiệt. UNGWA đang tiếp nhận 813.000 người phải rời nhà cửa và cần ít nhất 160.000 lít nhiên liệu mỗi ngày để duy trì các hoạt động cơ bản. Ông Lazarini cảnh báo, nếu nhiên liệu không được cung cấp, mọi người sẽ bắt đầu chết vì thiếu nhiên liệu. Chính xác là từ khi nào thì tôi không biết, nhưng không sớm thì muộn. Trong khi đó, bà Cindy McCain, giám đốc chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc, WFP cho biết nguồn cung cấp thực phẩm và nước uống thực tế không tồn tại và chỉ một phần nhỏ những gì cần thiết được qua biên giới ba cảnh báo khi mùa đông đang đến rất nhanh, sống ở những nơi trú ẩn không an toàn và quá đông đúc cũng như thiếu nước sạch, người dân phải đang đối mặt với nguy cơ chết đói trước mắt. Cũng theo WFP, tình trạng thiếu nhiên liệu cũng làm tê liệt hoạt động phân phối và nhân đạo, trong đó có công tác cung cấp hỗ trợ lương thực. Ngay cả khi các xe tải đến từ Ai Cập và dỡ hàng hóa xuống giải Gaza trong ngày 15 tháng 11, WFP vẫn không thể tiếp cận dân thường ở những nơi trú ẩn vì không đủ nhiên liệu cho các phương tiện phân phối. Tuy nhiên, Đại tá Moshi Tetro, người phát ngôn của COGAT, cơ quan giám sát chính sách ở các vùng lãnh thổ Palestine thuộc Bộ Quốc phòng Israel, nói với BBC rằng ở Gaza không thiếu lương thực và không thiếu nước. Ông Tetro nói Israel đang thực hiện nghĩa vụ của mình khi tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp viện trợ và số lượng xe tải đi qua Ai Cập đang tăng lên mỗi ngày. Theo Liên hợp quốc, 1.139 xe tải viện trợ đã đến kể từ ngày 21 tháng 10 so với mức trung bình khoảng 500 xe mỗi ngày trước cuộc xung đột. Ông Tetro cũng nhấn mạnh rằng Israel đang làm mọi thứ có thể để giảm thương vong cho dân thường, bao gồm cả việc yêu cầu người dân ở phía bắc Gaza sơ tán về phía nam. Dù vậy, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng nỗ lực giảm thương vong cho dân thường đã không thành công vì Hamas ngăn người dân tới nơi an toàn hơn. Nhiều người trong số 1,5 triệu người phải di rời đã chạy đến Khan Yunis, nơi có 300.000 người trước giao tranh và nay dân số đã tăng gấp 3 lần. Ngày 16 tháng 11, có thông tin cho biết, lực lượng Israel đã thả truyền đơn kêu gọi người dân sơ tán khỏi 4 thị trấn phía đông thành phố, Bani Suhala, Khuza, Abasan và Karara, nơi hàng chục nghìn người đang trú ẩn. Một phát ngôn viên của UNWA cho biết miền Nam không an toàn chút nào và việc Israel mở rộng cuộc tấn công trên bộ vào khu vực sẽ là một tin xấu.